Em cầm cái này đi. Cái gì đây? Đây là thẻ phụ anh làm cho em. Sau này ra ngoài cùng nhóm Phong Nguyệt thì dùng cái này nè. Dạ không cần đâu, em không có thiếu cái gì hết. Em đừng bướng như vậy. Không lẽ anh không biết tài tiêu tiền của Phong Nguyệt sao? Đúng là không ai hiểu em gái bằng anh trai. Vậy em cố gắng ít đi chung là được rồi. Ý của anh không phải là vậy, mà là em thanh toán cho Phong Nguyệt và Lệ Trữ thay anh, mời họ uống trà ăn cơm. Nhưng thỉnh thoảng cũng phải nhớ mua thêm vài bộ quần áo cho bản thân mình đó. Biết chưa hả? Tặng thẻ VIP cho mình là muốn nói với mình sau này không có thời gian ở bên mình sao? Hay là coi mình giống như mấy cô gái 20 trên kia rồi? Chắc là không phải đâu ha. Có lẽ sợ mình mất thể diện trước mặt Phong Nguyệt và Lệ Trữ thôi. Vì vậy anh ấy mới đưa thẻ phụ cho mình để bảo vệ lòng tự trọng của mình. Tụi này tính mua chút quần áo giúp cho Sam Sam, cuối cùng cô chẳng mua được gì hết. Ngược lại thì hai chúng tôi lại mua quá trời quá đất luôn. Này chẳng vậy. Sam Sam à, anh tôi đã đưa thẻ phụ cho cô rồi mà, sao cô không chịu xài chứ? Sao Phong Nguyệt lại biết chuyện cái thẻ ta? Thẻ phụ mà Phong Đằng đưa cho tôi là để tôi mời các cô ăn cơm uống trà. Vậy đâu có được chứ, tôi hẹn cô ra ngoài là để dạo phố mà, sao có thể mời chúng tôi uống trà? Cô nói xem, đi cả một buổi chiều mà cô lại chẳng mua được gì, làm hai chúng tôi ngại quá trời. Không phải đâu, là vì tôi chưa nhìn thấy thứ mình thích thôi. Hơn nữa tôi cảm thấy quần áo ở đó cũng không hợp với tôi. Phong Đằng đưa thẻ phụ cho cô rồi hả? Sao cô không nói sớm? Làm hại chúng tôi đi tới nỗi tê hết chân, còn phải chọn đi chọn lại nữa. Phong Nguyệt à, nói vậy thì cậu gọi điện thoại cho cửa hàng mà hôm qua chúng ta đã tới đi. Gọi cho giám đốc của họ nói đóng cửa tiệm đi. Nè, đừng có như vậy mà. Không cần đâu, không cần phiền phức như vậy đâu. Quần áo ở đó mắc quá, tôi không có mua nổi đâu. Nhưng cô đâu cần phải trả tiền đâu. Phong Đằng rộng rãi với cô như vậy thì cô cứ đón nhận cái tốt của anh ấy là được rồi. Tôi đã nói rồi, cái thẻ phụ mà anh ấy đưa cho tôi là để mời các cô ăn cơm uống trà. Tôi sẽ không dùng tiền của anh ấy mua quần áo đâu. Chút nữa các cô muốn ăn gì tôi ý chọn đi, tôi mời. Vậy được rồi, chuyện mua đồ chúng ta để sau rồi nói nha. Còn bây giờ thử nghĩ coi ăn gì trước đã. Được thôi, các cô muốn ăn gì? Món ăn Thái hay là Hàn? Lệ Trữ à, cảm ơn cô đã chở tôi về. Cô ở đây sao? Đây chẳng phải là... Căn nhà này do may mắn mà tôi mới tìm được đó. Hơn nữa, chủ nhà này ở nước ngoài nên tiền thuê nhà cũng rẻ. Sam Sam à, thật ra tôi muốn nói lời xin lỗi với cô. Xin lỗi hả? Vì sao? Tôi không nên khuyến khích cô dùng thẻ của Phong Đằng. Nhưng đó là vì tôi rất thân thiết với anh ấy, nên tôi nghĩ đó cũng là chuyện đương nhiên, chứ không phải vì tôi coi cô là loại phụ nữ chỉ thích quẹt thẻ của đàn ông đâu. Ồ, tôi hiểu rồi. Cô nói rất đúng. Mặc dù cả đời chúng ta có lẽ cũng không thể có nhiều tiền như người nhà họ Phong, nhưng ít nhất chúng ta cũng độc lập về kinh tế, như vậy mới không bị người ta dị nghị chứ. Tôi rất khâm phục cô. Tôi cũng nghĩ vậy mà. Lệ Trữ à, cô hiểu tôi thật đó. Có điều muốn làm người bạn gái độc lập lại xứng với Phong Đằng cũng không dễ đâu. Sau này cho dù là về việc chọn trang phục hay là trong công việc, cô cũng phải cố gắng lên đấy nha. Nếu có gì cần tôi giúp đỡ, hãy nhớ là lúc nào tôi cũng có thể giúp cô được. Tôi sẽ cố gắng. Vậy tôi đi trước đây. Được, cô lấy xe cẩn thận nha. Đi thông thả. Tạm biệt. Tạm biệt.